Giang. Em đi đâu đấy? Khuya thế này rồi. Em sang nhà Vũ, có việc gấp. Thế để anh đưa em đi. Khuya thế này ra đường một mình không ổn đâu. Cún đâu? Mẹ Giang! Mẹ yêu, mẹ yêu. Sao mà không chịu đi ngủ thế con? Hả? Cún là con trai của Thu, một người bạn cũ của tôi và Giang. Thu vừa qua đời, bố thằng bé đang ở xa nên tôi phải đưa Cún về đây sống. Tôi biết cậu và Giang vừa trải qua một chuyện buồn. Chia buồn với cậu. Cậu Vũ này, cảm ơn cậu vì cậu đã chăm sóc Giang những ngày qua. Thật ra trước đây khi chuyện của cậu và Thỏ, tôi đã rất giận cậu. Tôi còn muốn tìm gặp cậu để nói chuyện rõ ràng. Sau thì tôi mới hiểu đây là chuyện tình cảm một chiều của Thỏ. Lỗi là của con bé nên tôi không thể trách một người mà lỗi không thuộc về người đó như cậu được. Cảm ơn anh vì đã hiểu đúng bản chất của sự việc. Còn về chuyện của tôi và Giang thì tôi hiểu và tôn trọng quá khứ của hai người. Cùng là đàn ông với nhau, cậu lại thông minh và nhạy cảm nên tôi tin cậu sẽ hiểu. Chuyện gì cũng có những giới hạn của nó. Về điều này thì anh hoàn toàn có thể yên tâm. Về bản thân tôi thế nào không quan trọng, nhưng Giang là người rất biết chừng mực. Không phải là Giang không có cảm xúc, mà bản chất con người Giang là một người minh bạch và tử tế. Cô ấy luôn luôn ý thức được bản thân là người đã có gia đình. Ý của cậu là nếu cô ấy chưa có gia đình thì mọi chuyện sẽ khác à? Cậu có chắc cậu hiểu rõ về con người của Giang không? Tôi vừa nói rồi đấy, bản thân tôi thế nào không quan trọng, nhưng Giang là một người rất có trách nhiệm. Bé ngủ say rồi đấy. Đêm mà nó có giật mình dậy, anh cứ ôm chặt, xong rồi xoa lưng là nó sẽ ngủ lại nhá. Anh biết rồi, cảm ơn em. Em với anh Việt về đây, có gì cứ gọi cho em. Tôi về nhé. Chào anh.